Vâng, không thể phủ nhận những lợi ích của phương pháp da kẻ da đối với sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, có một thực tế là để phương pháp này được áp dụng rộng rãi, các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện ở tuyến dưới, thì vẫn có không ít những khó khăn. Cán bộ y tế hầu hết vẫn chưa biết cũng như là chưa được tập huấn về phương pháp này, trong khi thói quen thực hành chăm sóc sơ sinh cùng với việc phải tiếp nhận quá nhiều các ca sinh trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn thì vẫn là rào cản để thực hiện cái ôm đầu tiên. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây Hà Nội. Một ca sinh thường tại khoa sản trong sáng ngày hôm nay, cũng như bao đứa trẻ khác, em bé này sau khi sinh ra đã được các bác sĩ mang đi vệ sinh trước khi quay trở lại với mẹ. Đây, cho mẹ thấy con tí. Thì con của em nhé, con mẹ hơi được con một chút. Xong đấy cho con bú đi. Thật tốt em ạ. Bú được sớm thì con nó mới làm cho cái sữa về được. 16 năm công tác tại khoa sản và đỡ cho hàng nghìn ca đẻ, nhưng chị Hương hoàn toàn đã lẫm về phương pháp da kể da giữa mẹ và bé sau khi sinh. Có hướng dẫn là cho cháu bú sớm thôi, còn da tiếp da thì cũng chưa thực hiện. Sau khi em bé ra đời thì mình phải lau khô, hút nhớt và ủ ấm cho em bé. Đấy. Và sau đó thì hướng dẫn và mặc làm rốn, mặc quần áo làm rốn cho em bé xong đấy thì cho em bé nằm cùng với mẹ. Năm trước, tại bệnh viện cũng có hai bác sĩ được đi tập huấn về phương pháp da kể da, nhưng về không thể ứng dụng, triển khai tại bệnh viện. Lý do là mỗi năm tại đây phải tiếp nhận cho 4.000 ca sinh thường và sinh mổ, có những ngày lên tới 20 ca, trong khi chỉ có 2 phòng đẻ với 4 giường. Một trong những yếu tố quan trọng trong việc chăm sóc sơ sinh thiết yếu, duy trì da kể da chính là phải để cho trẻ tự tìm tới bú mẹ, lại mất khá nhiều thời gian. Cái này rất là mới, truyền thống của nhân dân mình thì chưa thấy bao giờ như vậy. Chúng tôi thấy là về để áp dụng được ở đây thì nó sẽ rất là khó. Vì để một cái ca mà mình áp dụng được da kể da thì phải có điều kiện phòng, nó phải đảm bảo về nhiệt độ. Thứ hai điều kiện vệ sinh. Và với một cái cơ sở như chúng tôi hiện nay thì nó thiếu phòng đẻ nên là cái số bệnh nhân đang chờ để lên mà đẻ nó sẽ rất là nhiều. Nên là để được một ca đấy đẻ xong thì nó sẽ không có chỗ cho bệnh nhân khác. Việc một cái đứa bé tìm được đến cái bố mẹ nó lại không thể biết trước được là mất bao nhiêu lâu. Có những lúc thì có cháu thì 30 phút, có cháu đến hàng gần tiếng đồng hồ. Thế nhưng chính điều đấy là cản trở chúng tôi thực hiện. Các bệnh viện có khoa phụ sản hiện nay đều khá lạ lẫm với phương pháp da kể da. Phương pháp này hiện được ứng dụng tại các bệnh viện quốc tế và kỳ vọng sẽ được triển khai rộng rãi tại các bệnh viện tuyến cơ sở, đặc biệt là bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã. Tuy nhiên, để thực hành chăm sóc sơ sinh thiết yếu bắt đầu bằng cái ôm đầu tiên thì có lẽ sẽ gặp không ít rào cản, không chỉ ở thói quen thực hành của cán bộ y tế mà còn ở ngay trong cả tâm lý của các bà mẹ.